Hello everyone, mến chào các em học sinh. Cô tên là Đàm Thị Hải Yến, cô đến từ trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo, Biên Hòa, Đồng Nai. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ngày hôm nay. Các em thân mến, ăn uống là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, đó cũng là một chủ đề mà chúng ta gặp rất thường xuyên trong quá trình giao tiếp hay là trong các bài viết, các bài học, v.v. Và trong chương trình Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm, đơn vị bài học đầu tiên của học kỳ 2 là Unit 7, Recipes and Eating Habits. Và trong khuôn khổ chương trình 45 phút ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách viết một công thức nấu ăn, Write a Recipe. Trước khi sang phần viết, thì các em sẽ được cung cấp một số từ vựng được sử dụng trong quá trình nấu ăn, cũng như là một số điểm ngữ pháp có liên quan. Và cuối cùng, khi chúng ta đã có được các ngữ liệu cần thiết về từ vựng và ngữ pháp, thì chúng ta đã sẵn sàng để viết một công thức nấu ăn cho món ngon thật ngon và bổ dưỡng các em nhé. Ok, let's start with vocabulary. Bắt đầu với phần từ vựng nào. Trong phần này thì chúng ta sẽ có các động từ chuẩn bị nguyên liệu, cũng như là các động từ chế biến. Và đầu tiên, chúng ta có food preparation verbs, các động từ chuẩn bị nguyên liệu. Okay, so look at the picture. What is the verb when I remove the skin of the apple? Is it peel, right? Okay, now listen and repeat. Peel. One more time. Peel. Very good. Okay, and next. When I mix the eggs quickly, is it whisk? Listen and repeat, please. Whisk. One more time. Whisk. Or we can call it beat. Again, beat. Very good. And next we have chop. Again, chop. Good. Slice. One more time. Slice. Good. And then dip. One more time, deep. Okay, and now listen and repeat. Marinate. Again, marinate. Very good. Đó là các động từ chỉ cái quá trình chuẩn bị nguyên liệu phổ biến nhất. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm một bài tập nào. Complete the sentences with the correct forms of the verbs whisk or slice or chop, marinate or peel. Các em hãy điền vào những chỗ trống sau bằng dạng đúng của những động từ mà chúng ta vừa học. Các em có 10 giây để suy nghĩ. 10 giây bắt đầu. Okay, number one. Don't chop the cucumber into chunks. Slice it thinly. Đừng có chặt quả dưa chuột ra thành nhiều khúc, hãy cắt lát nó thật mỏng. Number 2. The apple should be. Các em thấy trong câu này mình có should be, có be. Như vậy thì theo các em ở đằng sau này sẽ là gì nào? Đó là một past participle, một quá khứ phân từ để biến câu này thành một câu bị động, đúng không? The apple should be peeled. Quả táo nên được gọt vỏ. Number 3. Marinate the chicken with spices for an hour before cooking. Ướp con gà với gia vị một tiếng trước khi nấu ăn. Number 4. To make this cake successfully, you should whisk the eggs lightly. Đánh trứng lên đúng không các em? Ok, và đó là các động từ chuẩn bị nguyên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ sang các động từ chế biến thức ăn. Cooking verbs. So, I turn on the gas stove to make the pan hot. What is the action? Heat. Now listen and repeat. Heat. One more time. Heat. Very good. And now we have roast. Now repeat, please. Roast.
One more time. Roast. Good. And grill. Again, grill. Okay. Chúng ta có roast là quay, là nướng. Và grill là khi chúng ta nướng ở ngoài trời, ở trên vỉ các em nhé. Và nếu như nướng trong lò thì chúng ta có bake. Again, please. Bake. Very good. Và bây giờ thì chúng ta xào đồ ăn. Khi xào chúng ta sẽ dùng động từ stir fry. One more time. Stir fry. Very good. Và nếu như mà dùng nhiều dầu để chiên thì là chiên ngập dầu, chúng ta sẽ dùng chữ deep fry. Again, please. Deep fry. Very good. Và bây giờ thì dùng nước để chế biến nè. Khi đun sôi hoặc là luộc đồ ăn, chúng ta sẽ dùng chữ boil. One more time. Boil. Good. Và nếu như chỉ đun sôi nhỏ lửa thôi thì đó sẽ là simmer. Again, please. Simmer. Good. Và bây giờ thì dùng hơi nước để làm chín thực phẩm. Again, steam. Steam. Very good. And we have puree. Everyone repeat. Puree. Good. Or we can call it puree. Again, please. Puree. Good. Xay hoặc là nghiền các em nhé. And finally, when we finish the dish, we will garnish it, right? So, is it garnish? Again, garnish. Again, garnish. Good. Đó là các động từ chế biến thức ăn. Chúng ta hãy cùng làm một bài tập nào. Match each cooking verb in A with its definition in B. Hãy nối các động từ chế biến thức ăn sau. Stir fry, deep fry, grill, bake or simmer với các định nghĩa tương ứng ở bên cột B. Các em có 10 giây để suy nghĩ. 10 giây bắt đầu. Okay, time is up, everyone. Now, number one, we have stir fry. Đây là xào đúng không các em? Và định nghĩa tương ứng sẽ là D. Cook thin strips of vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil. Number two, deep fry. Chiên ngập dầu. And is it? Fry food in oil that covers it completely. Ngập hoàn toàn luôn. Number three, grill. Nướng ở trên vỉ. Đó sẽ là cook food over a fire, nướng ở trên lửa, especially outdoors, đặc biệt là khi mình nướng ngoài trời đấy, như là ăn barbecue chẳng hạn ha. Number four, bake, nướng trong lò, cook cakes or bread in an oven, and simmer, đun sôi nhỏ lửa, cook something by keeping it nearly at boiling point, gần đến mức sôi. Đó là đun sôi nhỏ lửa, simmer. Đó là các động từ chế biến thức ăn. Và bây giờ chúng mình đã hoàn thành xong phần từ vựng. Hãy bước sang phần grammar, ngữ pháp nè. Trong phần grammar này thì chúng ta sẽ được ôn lại về các điểm ngữ pháp mà chúng ta hay gặp trong quá trình viết một công thức nấu ăn. Đó là imperative, A and some any, and food quantifiers. So first of all, we have imperative, câu mệnh lệnh hoặc là câu cầu khiến. Hãy nhìn cô cho các con một ví dụ nào. What is the action here? Is it peel, right? Okay. Và cô có câu mệnh lệnh. Peel the apple. Gọt vỏ quả táo đi. Câu mệnh lệnh này đang ở dạng khẳng định và nó bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu bare infinitive. Khi cô chuyển câu này sang dạng phủ định, cô sẽ có don't peel the apple, đừng có gọt vỏ quả táo. Câu mệnh lệnh ở dạng phủ định bắt đầu bằng chữ gì nhỉ? Bằng chữ don't cộng với động từ nguyên mẫu bare infinitive. Như vậy thì câu mệnh lệnh là câu mà bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu nếu đó là ở dạng
khẳng định, và bắt đầu bằng don't cộng động từ nguyên mẫu nếu đó là dạng phủ định. Và về cách dùng thì chúng ta dùng câu mệnh lệnh khi chúng ta muốn nói ai đó làm việc gì. When we want to tell somebody to do or not to do something, hoặc là không làm việc gì. Ok, và chúng ta sẽ dùng câu mệnh lệnh trong các lời khuyên, yêu cầu, đề nghị, mệnh lệnh, hướng dẫn, vân vân. Ok, và bây giờ đến lượt các con đặt câu mệnh lệnh cho cô nào. Hãy nhìn hình và đặt cho cô câu mệnh lệnh phù hợp. What's this? Ok, and the imperative is beat the eggs, right? Beat the eggs. Câu mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu beat. Khi cô chuyển câu này sang phủ định, nó sẽ là don't beat the eggs. Don't cộng động từ nguyên mẫu cho thể phủ định của câu mệnh lệnh. Ok, và tiếp theo, một cách nhanh chóng chúng ta sẽ sang a and some và any. A and là các mạo từ, có nghĩa là một. Some là một từ hạn định, có nghĩa là một vài. Any cũng là một từ hạn định, có nghĩa là bất kỳ. Các từ này đều đứng trước một danh từ. Và khi các con muốn biết được là mình nên sử dụng a and some hay any, các con hãy lưu ý xem danh từ đi theo sau nó, liệu rằng đó là một danh từ đếm được số ít, countable singular noun, hay một danh từ đếm được số nhiều, countable plural noun, hay một danh từ không đếm được, uncountable noun. Và thứ hai, hãy lưu ý xem liệu rằng đó là một câu khẳng định, affirmative, hay một câu phủ định, negative, hay một câu nghi vấn, interrogative. Ok, hãy cùng cô nhìn vào những ví dụ sau. There is an egg. Đây là một câu khẳng định. Và trước một danh từ đếm được số ít, mình sẽ dùng a or an. Good. There isn't an egg. Trong câu phủ định trước một danh từ số ít, mình cũng dùng a or an. Is there an egg? Is there an egg? Trong một câu nghi vấn trước một danh từ đếm được số ít, mình cũng dùng a or an. Next. There are some eggs. Trong câu khẳng định trước một danh từ đếm được số nhiêu, mình dùng some. There aren't any eggs. There aren't any eggs. Trong câu phủ định trước một danh từ số nhiêu, mình dùng any. Good. Are there any eggs? Trong một câu nghi vấn trước một danh từ đếm được số nhiêu, mình dùng any. Good. And we have there is some milk. Câu khẳng định trước một danh từ không đếm được milk, mình sẽ dùng some. Trong câu phủ định trước một danh từ không đếm được, mình dùng any. There isn't any milk. Và trong câu nghi vấn trước một danh từ không đếm được, mình dùng any. Is there any milk? Ok, đó là bảng giúp các con gợi nhớ lại cách sử dụng của a, an, some hay any. Các con có 5 giây để ghi nhớ bảng này trước khi mình sang bài tập áp dụng nhé. Alright, and now, please fill in each blank with a, an, some, or any. Các con hãy điền vào đoạn đối thoại sau bằng a, an, some, hay any. Các con có 10 giây để đọc đoạn đối thoại cũng như là suy nghĩ câu trả lời. Okay, let's check your answers. Peter says, let's have dinner. Nick says, good idea. Is there ting 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 rice? Đây là một câu gì các con nhỉ? Một câu nghi vấn. Và trước rice là một danh từ không đếm được, mình sẽ dùng any. Is there any rice?
No, there isn't any rice. Trong câu phủ định trước một danh từ không đếm được, mình sử dụng any. But there are some noodles. Trong câu khẳng định trước một danh từ đếm được số nhiều, mình dùng some. Okay, let's have noodles with some beef or pork. Beef or pork, đây là danh từ không đếm được và đây là câu khẳng định. Như vậy mình dùng some. Ah, I have a sandwich and an apple in my bag. Câu này là một câu khẳng định trước sandwich và apple. Đây là các danh từ đếm được số ít, chúng ta sẽ dùng a or an. Very good everyone. And now let's move to food quantifiers. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang các từ chỉ định lượng thức ăn nè. Trong tiếng Anh thì rất nhiều các danh từ chỉ đồ ăn, thức uống là các danh từ không đếm được. Chúng ta không thể đếm 1, 2, 3, 4, 5 với các danh từ này, mà chúng ta phải dùng các từ hoặc các cụm từ chỉ định lượng để đong đếm các danh từ này các em nhé. Okay, so let's have a look. A cup of là cụm từ chỉ định lượng thức ăn đầu tiên mà cô giới thiệu đến các em. Now listen and repeat. A cup of. One more time. A cup of. Very good. And what is this? Is it a glass of? Again, a glass of. Good. Next. A bottle of. Again, a bottle of. And this is a carton of. One more time. A carton of. Well done. Let's see. What is this? A loaf of, right? Again, a loaf of. Good. And this is a slice of. Again, a slice of. Good. Now we have a handful of. Again, please. A handful of. Good. Hand là bàn tay. Vậy thì khi mà đầy một tay thì mình sẽ nói là handful. Good. Then we have a pinch là một nhúm, là khi mình cầm bằng hai ngón tay các em nhé. A pinch of. Again, a pinch of. Very good. Và khi mình có một cây, một que, một cọng gì đó, mình sẽ nói là a stick of. One more time. A stick of. Good. And now it is a bunch of. One more time. A bunch of. Good. Đây là một buồng, một bó, vân vân. Một chùm, vân vân ha. Next. Cô có hai cái thìa đúng không? Cái thìa bên tay trái thì nhỏ hơn và định lượng của cái thìa này là khoảng 5 ml, người ta gọi là teaspoon. Và mình sẽ có a teaspoon of. One more time. A teaspoon of. Và thìa bên tay phải thì to hơn và định lượng khoảng 15 ml, mình gọi là tablespoon. Now listen and repeat. A tablespoon of. Again, a tablespoon of. Well done. Và bây giờ thì mình sẽ cân các đồ vật lên nào. Listen and repeat. 100 grams of. Again, 100 grams of. And here, a kilo of. One more time. A kilo of. Good job. Và các con số này thì mình sẽ thay đổi tùy vào trường hợp các em nhé. Bây giờ thì đếm một bài tập nào. Now, match each food quantifier with the most suitable noun. Hãy nối các cụm từ chỉ định lượng phù hợp từ số 1 đến số 5 với các danh từ từ A tới I. Các em có 10 giây suy nghĩ. Okay, it's very easy. Now let's check the answers. Number 1. A pinch of, một nhúm thì là nhúm muối đúng không các em? A pinch of salt. Number 2, a carton, một hộp sữa.
a carton of milk. Number three, a stick of celery. Một cặp cành tây. Number four, a bunch of grapes. Một chùm nho. And finally, a loaf of bread. Một ổ bánh mì. Well done. Ok, đó là về các từ chỉ định lượng thức ăn. Và bây giờ chúng ta hãy đến bài tập tiếp theo nhé. Đây là một bài nghe. Listen and fill in the blanks from 1 to 18. We have a recipe for pumpkin soup. Công thức nấu ăn cho món súp bí đỏ. You will listen twice. Các em sẽ nghe hai lần. Okay, are you ready? Yes, right? Okay, so let's start. Pumpkin soup is my family's favorite soup. It's quick and simple to cook. The ingredients are 1 kilo of pumpkin, 2 shallots, 2 sticks of celery, 2 tablespoons of butter, 2 tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt. Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves. Here are the steps to make the soup. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery, and stir fry for a few minutes. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes. Add 750 milliliters of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes. Puree the soup in a mixer until it is smooth. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Pumpkin soup is very healthy. It's a good source of fiber, minerals and vitamins, especially vitamin A. If you eat this soup regularly, you can improve your eyesight and protect yourself from certain cancers. Okay, now listen again. Pumpkin soup is my family's favorite soup. It's quick and simple to cook. The ingredients are 1 kilo of pumpkin, 2 shallots, 2 sticks of celery, 2 tablespoons of butter, 2 tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt. Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves. Here are the steps to make the soup. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery, and stir fry for a few minutes. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes. Add 750 milliliters of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes. Puree the soup in a mixer until it is smooth. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Pumpkin soup is very healthy. It's a good source of fiber, minerals, and vitamins, especially vitamin A. If you eat this soup regularly, you can improve your eyesight and protect yourself from certain cancers. Các em đã nghe hai lần. Cô tin là các em đã điền vào chỗ trống của công thức nấu ăn này một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem các em có làm đúng nhiều hay không nhé. Ok. Now, let's listen. The ingredients are 1 kilo of pumpkin. Okay, so number one, is it 1 kilo of pumpkin? Câu số 1 đáp án sẽ là 1 kilo. Number 2. 2 shallots. 2 shallots. 2 nhé. Number 3. 2 sticks of celery. 2 sticks of celery. 2 cọc cành tây. 2 tablespoons of butter. 2 tablespoons of butter.
2 tablespoons of fresh cream. 2 tablespoons of fresh cream. And a pinch of salt. And a pinch of salt. A pinch, một nhúm. Và sau khi đã xong phần nguyên liệu, hãy bước sang phần chuẩn bị nào. Peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the pumpkin. Có phải là gọt vỏ không các em? Trước tiên là phải gọt vỏ đã. Peel the shallots and slice them. Slice them, cắt thành lát mỏng. Wash the celery and remove the leaves. Wash the celery and remove the leaves. Good. Đó là phần khâu chuẩn bị nhé. Bây giờ đến khâu chế biến nào. Steps. Heat the butter in a deep pan. Heat the butter in a deep pan. Đun lên làm nóng lên nhé. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes. Add the pumpkin and stir fry. Xào. Add 750 milliliters of water. Is it? Add. Thêm vào. And 13. Puree the soup in a mixer. Puree. Xay, nghiền. Number 14. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes. Add the cream and simmer. Đun sôi nhỏ lửa. Simmer. And next. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Garnish it. Trang trí món ăn các con ơi. Ok, và cuối cùng sau khi đã hoàn thành xong món ăn thì mình sẽ cho mọi người biết lợi ích của món ăn này là như thế nào nè. It's a good source of fiber, minerals and vitamins. Vitamins. Các vitamin. Then number 17. If you eat this soup regularly, you can improve your eyesight. Improve your eyesight. Cải thiện. And you can improve your eyesight and protect yourself from certain cancers. Protect yourself. Bảo vệ bản thân mình. Ok, đó là đáp án cho 18 chỗ trống trong bài nghe này. Các con hãy kiểm tra xem là các con làm có đúng nhiều hay không. Ok, cô nghĩ là các bạn đã xong rồi nhé. Và bây giờ thì chúng ta đã được cung cấp khá là đầy đủ các ngữ liệu cả về từ vựng và ngữ pháp. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ viết công thức nấu ăn. Ok. Trong phần viết công thức nấu ăn này thì trước tiên là chúng ta sẽ có cấu trúc định dạng này, format. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hành để viết nhé. Để rút ra cấu trúc định dạng cho công thức nấu ăn, hãy nhìn lại công thức cho món súp bí đỏ mà chúng ta vừa nghe. Trước tiên, chúng ta sẽ có tên của món ăn đó. Đây là công thức nấu ăn cho món nào? The name of the dish is it? Pumpkin soup. Next, we have ingredients. Đầu tiên là chúng ta phải giới thiệu các nguyên liệu. Các bước chuẩn bị. Preparation. Steps. Các bước để chế biến. Lợi ích của món ăn. The benefits of the dish. Ok. Và hãy nhìn vào phần đầu tiên nào. Nguyên liệu. Ingredients. Mình có gì đây? Mình có a kilo of, two sticks of, two tablespoons of, a pinch of. Đây là các cụm từ chỉ định lượng thức ăn. Phrases of food quantifiers. Và phần tiếp theo trong khâu chuẩn bị, chúng ta có peel, wash, vân vân. Đây là những động từ nguyên mẫu ở đầu câu, tạo thành các câu mệnh lệnh, imperative. Như vậy thì trong khâu chuẩn bị, chúng ta sẽ sử dụng các câu mệnh lệnh mà có sử dụng động từ chuẩn bị thức ăn. Imperatives using food preparation verbs. Phần tiếp theo, các bước chế biến, chúng ta có heat, add, stir fry, cook, cool, puree, add, simmer, garnish, etc.
Trong các bước chế biến, chúng ta vẫn tiếp tục thấy các câu mệnh lệnh bắt đầu bằng các động từ chế biến thức ăn. Imperatives using cooking verbs. Và cuối cùng, lợi ích của món ăn này, chúng ta sẽ nói ra lý do tại sao mà cái món này lại tốt cho sức khỏe của chúng ta nhé. Ok, và hãy cùng rút ra công thức nào. Trước tiên, đó là tên của món ăn. Tiếp theo, phần nguyên liệu ingredients sẽ có các cụm từ chỉ định lượng thức ăn. Tiếp theo là phần chuẩn bị. Trong khâu chuẩn bị này, chúng ta sử dụng các câu mệnh lệnh mà có bắt đầu bằng các động từ chuẩn bị thức ăn. Khâu chế biến, các bước chế biến sẽ gồm các câu mệnh lệnh mà bắt đầu bằng các động từ chế biến thức ăn. Và tiếp tục, đó là phần lợi ích của món ăn. Đây là phần cuối cùng và cũng là một phần không bắt buộc. Nếu như chúng ta muốn thuyết phục mọi người cùng nấu món ăn này, thì chúng ta hãy thêm vào phần lợi ích. The reasons why it is good for your health. Đây là một phần không bắt buộc các em nhé. Chúng ta có thể có hoặc không. Và các em có 10 giây để ghi nhớ cấu trúc định dạng của một công thức nấu ăn nè. Alright, bây giờ hãy cùng nhau viết một công thức nấu ăn thôi các em ơi. Chúng ta sẽ viết công thức cho món gì đây nhỉ? Món trứng chiên, recipe for omelette. Và công thức này cũng gồm các phần sau: ingredients, preparation, steps và benefits of the dish. Cũng gồm 4 phần như mình vừa học, cô đã cho sẵn các từ gợi ý. Đây là các từ chứa nội dung. Các con sẽ chia động từ hoặc là chia danh từ hoặc là thêm vào các mạo từ, các giới từ vân vân để ta có được các câu hay các cụm từ hoàn thiện về mặt ngữ pháp và nó đúng nhé các em nhé. Rồi, mình có 2 phút để suy nghĩ viết nên một công thức nấu ăn cho món trứng chiên dựa vào các gợi ý mà cô vừa cho. 2 phút bắt đầu. Nhớ là mình sẽ chia động từ hoặc là chia danh từ hoặc là thêm vào các mạo từ, giới từ nếu cần thiết. Các con hãy viết làm sao để được các câu đúng về ngữ pháp và có nghĩa thật phù hợp. Ok, time is up everyone. Thời gian đã hết rồi và chúng ta hãy cùng sửa bài nào. Đầu tiên trong phần nguyên liệu, I have 4 eggs và các con sẽ viết thành 4 eggs. Chúng ta cần khoảng 4 quả trứng nhé. And then 3 mushrooms. Chúng ta đều thêm S vào sau các danh từ đếm được số nhiều này. Half of a tomato, một nửa quả cà chua. A stick of scallion, một cọng hành. A pinch of salt. A pinch of pepper. 2 tablespoons of cooking oil. Và sang khâu chuẩn bị. Wash the mushrooms, tomato and scallion.
Then chop them into small pieces. Crack the eggs into a bowl. Beat the eggs together with salt and pepper. Và các bước chế biến nào. Heat the pan over a high heat and add cooking oil. Pour the egg mixture into the pan. When the surface of the egg mixture looks moist, add the chopped mushroom, tomato and scallion. Fold the omelet in half. For the finishing touch, garnish it with some chopped scallion. And finally, is it the benefits of the dish? Eggs contain lots of proteins and vitamins which make you taller and healthier. Well done everyone! Chúng ta đã viết xong công thức nấu ăn cho món trứng chiên. Ok, và bây giờ đến lượt các con sẽ viết đấy. Ở nhà, các con hãy giúp cô viết một công thức nấu ăn cho món yêu thích nhất của mình. Sau khi viết xong thì các con hãy đăng nó lên website của trường nhé. Make a recipe as a poster, okay, for your favorite dish and post it on your school's website. Các thầy cô của các con sẽ lên trên trang web của trường lấy cái công thức nấu ăn của các con về để chấm điểm các con nhé. Và cô xin nhắc lại trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay để đảm bảo rằng các con có thể viết một công thức nấu ăn thật đúng. Chúng ta sẽ có đầu tiên là tên của món ăn. Tiếp theo là các nguyên liệu. Phần thứ hai trong nội dung của mình sẽ là các bước chuẩn bị. Phần thứ ba là các bước chế biến. Và cuối cùng, nếu được, hãy cho mọi người biết lợi ích của món ăn này là gì để mọi người cảm thấy hứng thú và cùng nấu với chúng ta nhé. Ok, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Goodbye and see you next time.